Huyền Thư, Charlotte xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề điều gì khiến mối quan hệ của các bạn dù có tình cảm nhưng vẫn không hạnh phúc. Đây là một trả bài được gợi hứng từ một trả bài riêng mà người trả bài với mình nói một câu như thế này: tại sao vợ chồng mình vẫn còn yêu nhau nhưng mà lại cứ tổn thương nhau và không có cách nào để giải quyết những cái tổn thương, theo kiểu là giải quyết được những cái vấn đề mà gây ra tổn thương đến nhau ấy. Thì đó là cái mục đích của trả bài chung này. Mình muốn thông qua trả bài để các bạn trong mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ tình yêu, mối quan hệ hướng tới cái việc là chung sống, xây dựng, cam kết lâu dài, tìm được vấn đề là tại sao chúng ta yêu, dù vẫn yêu, dù có tình cảm mà chúng ta lại cứ tổn thương nhau, cứ làm cho cái mối quan hệ theo kiểu là khó yên ổn hoặc là khó có được hạnh phúc ấy. Thì đó chính là cái vấn đề mình muốn truyền tải ở trả bài này. Trước mặt các bạn là ba lá bài từ trái sang phải, 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một lá bài các bạn cảm thấy liên kết. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Chúng ta đang ở chủ đề là tại sao, điều gì khiến mối quan hệ của bạn dù yêu, dù có tình cảm nhưng mà vẫn không không hạnh phúc ấy. Thì trước hết là mình hãy check cái năng lượng của mối quan hệ này nhé. Mình sẽ xem là cái mối quan hệ này như thế nào. Thì trong lúc rút bài, mình xin phép được dừng màn hình lại. Bây giờ mình đọc bài Ta Pentacle. Mình thấy ở đây có một câu chuyện như thế này. Ở đây có một người, họ luôn nhìn về phía một người, Knight of Pentacles có nghĩa là cứ đứng để nhìn thôi. Giống như là trên tay có sẵn cái đồng xu này, giống như là có tất cả những cái gì mà anh muốn trao cho em. King of Wands thường là ông vua của hành động. Thì thường thường là trước khi hành động thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn rồi, bao giờ cũng là chuẩn bị sẵn, chuẩn bị các phương án ấy. Đấy, và ông ấy đang xây dựng chiến lược. Đấy, để mà xem là nên nên như thế nào để vượt qua được khó khăn này rồi. Đó, nghĩa là một người thì như thế, nhưng họ lại cứ luôn im lặng không nói gì. Tất cả mọi việc là mà họ làm, họ nghĩ, họ luôn để nó trong cái thế của sự im lặng. Cho nên có một người luôn cảm thấy rằng cô đơn, luôn cảm thấy cô đơn, luôn nghi ngờ, luôn cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này, và họ đã rời đi. Thì cái người rời đi này thì mình nghĩ là năng lượng của nữ, và họ đã bước sang một cái mối quan hệ khác, và quên, họ đã bước sang một cái hành trình khác. Và mình luôn cảm thấy trong cái năng lượng của người nữ này, họ luôn nghĩ rằng đó không phải là tình yêu đích thực của họ. Bốn gậy nó đại diện cho tình yêu đích thực, mà tình yêu đích thực của họ là một nơi khác. Giống như một cái câu nói là bây giờ em mới hiểu rằng cái tình yêu đích thực nó không nằm ở nơi anh, mà anh chỉ mang lại cái nỗi đau, sự tổn thương, cái cảm giác không được tôn trọng, cảm giác bị bỏ rơi, bị coi thường của em mà thôi. Thì cái năng lượng của mối quan hệ của bạn là như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lý do là tại sao mà trong mối quan hệ của các bạn, mặc dù người nam này yêu người nữ, dành tất cả mọi cái, giống như là anh ấy đã lên một cái kế hoạch ấy, có những cái dự định riêng trong mối quan hệ này, nhưng tại sao người nữ lại luôn cảm thấy là mình không được tôn trọng, mình không được yêu thương, mình bị lựa chọn, mình bị so sánh, có sự nghi ngờ và ghen tuông ở đây. Vậy thì cái vấn đề này nó nằm ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ tìm lý do nhé. Bây giờ mình đọc bài. Mình thấy năng lượng ở đây có một cái năng lượng của Empress, năng lượng của tràn đầy tình yêu thương. Các bạn có tưởng tượng là năng lượng của một người mẹ với tất cả tình thương yêu bao la đối với những đứa con của mình, thì đây nó chỉ là biểu tượng thôi. Còn trong trải bài này, chúng ta hãy cảm nhận được một cái năng lượng nữ đích thực, năng lượng của tình yêu, của ánh sáng nhé. Đấy, của một cái gì đó đã đủ đầy ở bên trong nàng. Mình thấy cái người nữ này này có cái năng lượng là mặc dù nàng có cái năng lượng của Empress, năng lượng của sự thấu hiểu, của tình yêu thương rất là lớn, nhưng ở bên trong nàng lại luôn có một sự ám ảnh, năng lượng của bảy gậy, nghe trong giấc mơ, nó còn đại diện ở tiềm thức ấy, luôn có một cái sự ám ảnh là có một cái người nào đó theo kiểu năng lượng của hai 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 xu ấy, của hai hai xu, nó biểu hiện cho các bạn thấy cái năng lượng này mất cân bằng. Có nghĩa là nàng luôn cảm thấy rằng là để có được cái năng lượng của Empress này này thì nàng luôn phải là người cho đi, luôn phải, nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là một người ban ngày họ dành cái tình yêu thương rất lớn như thế này,
Nhưng mà trong cái giấc ngủ ấy thì bắt đầu toàn bộ những cái gì nó nằm ở trong tiềm thức nó trồi lên. Họ cảm thấy là để có được cái Empress này, họ luôn phải là người cân bằng, họ luôn luôn phải là người mà níu giữ. Các bạn cứ tưởng tượng như một con thuyền mà có hai người đứng ấy, thì có một người họ cứ kệ thôi, còn một người thì phải cố hết sức để cân bằng cái con thuyền đấy, để làm sao cho nó không bị chòng chành, nó không bị lệch nghiêng. Thì cái người nữ này họ có qua, họ họ cảm thấy như thế. Họ cảm thấy để có được cái Empress này, năng lượng của Empress này, thì chỉ có một mình họ phải cố sức để cân bằng. Còn cái người kia năng lượng của bốn xu, họ cứ im lặng, họ cứ im lặng, họ cứ giữ một cái gì đó, họ họ cứ giấu giếm một cái gì đó, họ cứ cái năng lượng của sự im lặng này, sự cất giấu này, của một sự bất hợp tác này, một cái gì đó khiến cho cái người nữ này họ luôn cảm thấy người nam này luôn có một mối quan hệ khác. Năng lượng của giờ hai đô phần, các bạn thấy nhìn vào, nếu trong cái liên kết này các bạn sẽ thể thấy hình ảnh của cái vị này, vị đang nhìn ở một nơi khác và luôn cảm thấy chờ đợi một cái gì đó tốt hơn. Nhưng người này họ luôn cảm thấy rằng họ có một cái sự ám ảnh, đó là mình luôn bị thay cầm là bị lựa chọn ấy. Có nghĩa là cái người này mình dành, cô ấy cảm thấy rằng là cô ấy đã hết sức để cân bằng cái mối quan hệ, để níu giữ cái mối quan hệ này. Nhưng người này thì họ luôn im lặng, họ luôn hướng về một nơi khác, họ luôn mong chờ một mối quan hệ khác tốt hơn. Và trong cái khoảng thời gian đấy thì cô ấy luôn cảm thấy là cái người này năng lượng của bảy kiếm ấy, các bạn cứ tưởng tượng đại diện cho một năng lượng của sự đi tìm sự hoàn hảo, đi tìm sự phù hợp. Và khi gặp quan, họ luôn luôn tìm, luôn luôn chờ đợi một cái mối quan hệ tốt hơn ở những mối quan hệ ở bên ngoài. Ví dụ như là ba cốc ở đây thể hiện ba cô gái, thì có thể là trong lòng họ thấy rằng, họ thấy là cái người này họ luôn chờ đợi ở những mối quan hệ khác, ví dụ mối quan hệ bạn bè, những cái mối quan hệ mà họ tin rằng nó sẽ tốt hơn, nó phù hợp hơn, thì lúc đấy họ sẽ lựa chọn. Còn cô gái này thì luôn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này ở đấy có cả những người vợ đấy nhá, mà hình ảnh của những người vợ lý tưởng ấy, những người vợ tràn đầy tình yêu, một người vợ ấm áp, một người vợ lý tưởng và đích thực ấy, thì luôn cảm thấy mình dành tất cả cái tình yêu thương cho gia đình, cho những đứa con, cho chồng của mình. Nhưng người chồng thì luôn hướng ra bên ngoài. Thì ở đây có cả những người mà các bạn chưa kết hôn, thì cái cô gái nó luôn cảm thấy cái người nam này này luôn hướng tới những cái mối quan hệ khác để tìm cho mình một mối quan hệ phù hợp. Còn là những người vợ thì luôn cảm thấy chồng của mình luôn có những mối quan hệ ở bên ngoài và hầu như bỏ rơi mình đấy, bỏ rơi mình và không thương yêu mình, không 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 kiểu là luôn luôn cô luôn luôn cảm thấy rằng mình bị phụ bạc, mình bị phụ chứ không phải là bị bạc, và mình không được yêu thương, mình không được tôn trọng. Và tất cả những cái gì tốt đẹp ấy, nếu mình cố gắng thì mình có được sự tốt đẹp, còn nếu mình không không cố gắng nữa, mình cũng buông xuôi, thì cái mối quan hệ nó cũng tan vỡ luôn. Thế là trong lòng cô ấy nghĩ như thế. Và bây giờ có thể với cái năng lượng này mình cảm giác là cô quá mệt mỏi rồi, và có thể có những người đã buông rồi nhá. Vậy thì mình sẽ xem sự thật là như thế nào, nghĩa là đây là cái điều mà cô gái đấy cô ấy nghĩ. Vậy thì chúng ta sẽ xem là sự thật là như thế nào, có đúng là cái người nam này, cái người chồng này có những cái mối quan hệ ở bên ngoài, và người nam này tìm một mối quan hệ nào phù hợp hơn hay không nhá. Đây, The Devil. Mình thấy như thế này, chúng ta đặt cái câu hỏi đó là vậy thì sự thật là như thế nào? Có đúng là cái người nam đó có mối quan hệ ở bên ngoài để cho cái người nữ này họ luôn cảm thấy mình bị lựa chọn, mình bị bỏ rơi hay không? Thì mình thấy cái năng lượng ở đây là năng lượng của Death, cần có một cái việc, cần có. Mình có cảm giác như là cái điều mà vũ trụ muốn nói với các bạn rằng, nói với năng lượng nữ ở đây là năng lượng nữ có một cái trực giác, trực giác này, tiềm thức khá là mạnh. Có nghĩa là trong lòng nàng ấy, nàng có hai cái đặc điểm. Một là những lúc mà nàng theo kiểu năng lượng tích cực ấy, nàng tràn đầy tình yêu, đây là một người tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy sự thấu hiểu đấy, năng lượng của sự chữa lành, của yêu thương đấy. Nhưng mà ngoài ra thì nàng luôn có một cái sự ám ảnh, mà cái Death ở đây là cần phải loại bỏ đi năng lượng của Death với của The Devil, nghĩa là luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình bị lựa chọn, mình bị phản bội, và nó tạo thành, nó lâu ấy, các bạn cứ tưởng tượng như một cái thói quen, nó tạo thành nghiệp ấy, lúc nào nàng cũng có cái cảm giác đấy. Và thì cái vấn đề ở đây là nàng cần phải loại bỏ nó đi, cần phải bóc nó đi, cần phải lột bỏ đi, giống như một cuộc lột xác ấy, để phá bỏ, tấn công vào cái năng lượng của The Devil, của nỗi sợ, của sự ám ảnh này. Còn nếu không thì luôn cho nàng một cái cảm giác của năng lượng 10 kiếm, là lúc nào nàng cũng cảm giác là mình bị phản bội, mình nghĩa năng lượng của cái năng lượng đấy là mình bị bỏ rơi ấy. Các bạn cứ tưởng tượng giống như là một người chết đi rồi, còn một người để lại, một người cô đơn như thế này, rồi lúc nào nàng cũng ám ảnh cái điều đấy, và luôn cảm thấy mình bị phản bội, mình bị bỏ rơi.
Vậy thì mình thấy ấy, cái năng lượng vậy, trong khi nàng nghĩ như thế thì người đàn ông này này, năm xu, có nghĩa là họ đang luôn phá ra một cái cánh cửa, nghĩa là mình cũng cảm giác như là cái người nam này này, họ đến dù là người chồng của bạn hay là người yêu của bạn, họ cũng đều có một cái sứ mệnh theo cả một cái nhiệm vụ, một cái trách nhiệm trong mối quan hệ này, đó là họ phá vỡ cánh cửa này để mở ra một cánh cửa mới, và cánh cửa mới để loại bỏ để cái người nữ này, loại bỏ cái năng lượng của Death, của The Devil và của Mười Kiếm đi. Có nghĩa là cái người nam này họ đến cái cách mà họ cư xử, cách mà họ đối xử với các bạn ấy, nó giống như cái cách mà họ đập tan cái cánh cửa này để mở ra một cánh cửa khác, để cái cô gái đấy trở thành một con người khác, một con người của cái việc là nàng nhận rằng cái tình yêu thương đấy sẽ mang lại cái, giống như các bạn đã tưởng tượng là nàng tin tưởng rằng với cái yêu thương nàng trao ra ngày hôm nay thì cái tương lai nó sẽ là cái sự tái sinh này, cái năng lượng của The World này, năng lượng của cái sự tốt đẹp này, đủ đầy thịnh vượng này đấy. Và cái tác dụng của cái người nam trong cái mối quan hệ này, dù là người yêu hay là người chồng, thì đều có một cái trách nhiệm, đó là để tạo ra một con người mới trong nàng, và để cho nàng tin vào tình yêu, nàng tin vào tất cả những gì đang diễn ra, rằng chỉ cần nàng yêu thương, nàng tin tưởng, nàng chung thủy, nàng đợi chờ thì kết quả tốt đẹp này giống như là chúng ta sẽ có một gia đình và chúng ta hãy sinh con ấy, nó là cái biểu tượng mà chúng ta nhìn thấy ấy. Hoặc là sự tốt đẹp, sự thịnh vượng nó nằm ở phía sau. Thì cái người, thì các bạn hiểu rằng là cái mục đích mà người nam này họ tác động vào người nữ dù dưới góc nhìn nào cũng để cho người nữ quay về bên trong, nhìn thấy vấn đề của mình và phải sửa sang nó đi, phải trở thành một linh hồn khác, thì nàng sẽ nhìn có một cách nhìn khác rằng tất cả những gì nàng đang diễn ra trong cuộc sống của nàng, những gì mà nàng đang trao ra, nó sẽ có một kết quả tốt đẹp như thế này. Các bạn hiểu không ạ? Vậy thì cái vấn đề ở đây với câu hỏi ở đây là cái điều gì mà khiến cho cái mối quan hệ của bạn dù yêu nhưng mà vẫn không có hạnh phúc ấy, là mình thấy nó nằm ở người nữ, là bởi vì bên trong người nữ có một nỗi sợ, có một sự ám ảnh là mình bị bỏ rơi, mình bị phản bội, vân vân. Vậy thì người nam, cách mà người nam họ tác động dù dưới hình thức nào thì cũng để cho người nữ nhìn, phải có cái thời gian, có cái điều kiện để nhìn lại bên trong mình và thay đổi mình, giúp thay đổi mình, để cuối cùng nàng nhận ra rằng tất cả những gì nàng trao đi nó sẽ có một cái kết tốt đẹp, đó là tình yêu, đó là hạnh phúc, chứ không phải là sự nghi ngờ và phản bội nhé. Thì đó là thông điệp của những người chọn tổ bài số 1. Đây là trả bài chung, cho nên là nếu các bạn muốn nghe một trả bài riêng dành cho mình thì các bạn liên hệ trả bài riêng. Còn trong trả bài chung thì chúng ta chỉ nghe để hiểu về thông điệp, chứ còn không nên áp dụng, áp đặt nó vào câu chuyện của riêng mình. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đồng hành chia sẻ cùng với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài số 2. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở chủ đề điều gì khiến mối quan hệ của bạn dù có tình cảm, dù yêu nhưng mà vẫn không hạnh phúc ấy. Thì bây giờ mình hãy check năng lượng mối quan hệ của bạn. Trong lúc rút bài mình xin phép được dừng màn hình lại. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Mình thấy ở trong cái trả bài tụ bài số 2 này này, thì mình thấy có một người khinh học sót. Tại cái thời điểm này này, xin lỗi mình không dùng tại cái thời điểm này, người này luôn kiểm soát cảm xúc. Lúc nào cũng kiểm soát cảm xúc, mà cái lý do mà để anh ta kiểm soát cảm xúc ấy luôn tỏ ra lạnh lùng. Mình cũng cảm giác cái người này họ luôn, ví dụ họ yêu 100% chẳng hạn, thì họ sẽ tìm cách, họ hạn chế, họ vặn nhỏ cái tình yêu đấy xuống, chỉ còn có 50% thôi. Lúc nào họ cũng tìm cách họ tiết chế cái cảm xúc đấy, chỉ cần hôm nay mà họ cảm thấy là họ cái tình cảm ấy nó kéo họ đi xa, để khiến cho họ trở nên say đắm hơn ấy, trở nên nồng nàn hơn, là bắt đầu ngay ngày mai họ thiết lập một chế độ khác, tự nhiên bạn cảm thấy họ lạnh lùng, họ không còn là con người của ngày hôm qua nữa, khiến cho người nữ ở cái năng lượng này luôn cảm thấy rất là khó chịu, luôn cảm thấy không hiểu tại sao cái người này họ như thế là như thế nào, ở đâu đâu mới là con người thật của họ, đâu mới chính là cái tình yêu đích thực của họ, đâu mới chính là, nghĩa là đâu là con người thực của họ, và liệu cái tình yêu của họ có phải là tình yêu đích thực hay không ấy. Mình thấy có cái năng lượng đó, và có lẽ từ cái năng lượng này thì cái người nữ này họ tập trung vào bản thân, giống như là họ là người tỉnh táo lý trí và cảm thấy rằng đầu tư cho một cái người mà họ không yêu mình, bởi vì trong cái suy nghĩ của cái người này họ thấy một cái người mà cả ngày cứ cứ kiểu lạnh lùng ấy và khó hiểu như thế, luôn luôn có một cái kiểu giống như là chặn cái cảm xúc lại, thì họ nghĩ rằng có thể anh ta đang hướng tới một cái cô gái theo kiểu chín xu là tốt hơn mình, đẹp hơn mình, và khi nào mà tìm thấy được cô gái đó thì anh ta sẽ rời đi. Nghĩa là cái người nữ này họ hiểu như thế, họ nghĩ như thế,
Và bắt đầu họ cũng tập trung vào cái hành trình của mình, họ trở thành chín xu, họ trở thành Pemwan, họ hướng ngoại, họ hướng tới một cái lối sống khác, một cái cuộc sống khác mà theo kiểu là cái người nam đấy không còn là trung tâm cuộc sống của họ nữa, không còn là những cái điều mà họ hướng tới nữa. Đấy. Còn một mặt khác thì mình thấy cái năng lượng của người nam ấy, lý do tại sao mà họ lại kiểm soát cảm xúc, bởi vì họ cảm thấy cái cô gái này năng lượng của chín xu của Pemwan đấy, cũng như là cô ấy đủ đầy, cô ấy hạnh phúc, cô ấy kiêu hãnh, cô ấy có niềm tự do, và giống như là họ cảm giác là cái cô gái này họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, bởi vì họ đủ đầy với tất cả mọi thứ, họ đã yêu thương bản thân họ, họ trân trọng bản thân họ, họ ưa chuộng bản thân họ, và họ luôn đi tìm một cái gì đó xứng đáng với họ. Thì cái người nam này luôn có cái cảm giác là nếu như bản thân mình một lúc nào đấy cái cô gái này gặp một cái người khác tốt hơn mình, có thể cô ấy sẽ bỏ mình đi. Hoặc là nếu như mình không không trở thành một khách nhầm quan, mình không khiến cho cô ấy tò mò, mình không khiến cho cô ấy chạy theo mình, thì rồi sẽ có một lúc nào đấy cô ấy sẽ rời đi. Vậy thì ở đây các bạn có thấy là hai người luôn thủ thế với nhau không? Mặc dù có tình cảm với nhau nhưng mà luôn thủ thế với nhau, luôn đề phòng với nhau, nên đó chính là lý do mà các bạn không có được hạnh phúc. Năng lượng của Ace of Swords đấy, mình đang nói về những cái lá bài đằng sau đây nói này. Ace of Swords đấy có cái năng lượng là các bạn luôn luôn chỉ đạo cái bộ não của mình, cái tâm thức của mình là phải cư xử là theo kiểu tiết chế cảm xúc đấy. Và năng lượng của ta, mình luôn cảm thấy là chính cái năng lượng của tiết chế cảm xúc này khiến cho đối phương luôn nghĩ rằng cái người này họ có một đối tượng khác. Sự ta là năng lượng một cái người đấy có thể ở xa, cái người đấy có thể tốt hơn mình, có thể đẹp hơn mình, có thể là ước mơ của anh ấy, là cái người đích thực của anh ấy, là cái người phù hợp với anh ấy, và họ họ mới hiểu rằng, họ mới cho rằng rằng vậy thì có thể cái người nữ mới nghĩ rằng đây không phải là anh ấy không yêu mình không phải là cái người mà anh ấy chờ đợi, không phải là cái người mà anh ấy mong muốn, mà là một đối tượng khác. Có nghĩa là có một người luôn nghĩ như thế, luôn nghĩ cái việc mà mình tiết chế cảm xúc là để như thế. Còn ở đây thì mình thấy là năng lượng của người nam thì lại có cái năng lượng nghĩ rằng mình tại thời điểm bây giờ mình phải tiết chế cảm xúc lại, mình phải lo hiện tại, là mình phải lo một cái gì đấy để nó tốt đẹp hơn cho tương lai, một cái tương lai tốt đẹp hơn. Khi nào giải quyết được cái khó khăn này thì mình mới nên đến với người yêu của mình, mới đến mang cái cốc tình yêu của mình. Đó thì năng lượng là như thế. Ở đây cũng có cả những người nam luôn luôn nghĩ rằng, ở đây có cả những cái người nam mà cái suy nghĩ của người nữ là thực, là đúng. Có nghĩa là anh ta cũng có cái xu hướng là anh ta không muốn thể hiện tình cảm quá nhiều, bởi vì anh ta sợ rằng đến một lúc nào đấy anh ta gặp được một cái đối tượng năng lượng của chúng ta tốt hơn thì lúc đấy tự nhiên lại khó ăn khó nói. Vậy thì bây giờ cứ im lặng như thế đã, cứ cứ tiết chế cảm xúc như thế đã, rồi đến khi nào mình gặp được cái người yêu đích thực của mình so sánh, mình lựa chọn, và mình lựa chọn ai thì lúc đấy mình mới mang cái gốc tình yêu trao cho người đấy. Vậy thì ở đây có hai nguồn năng lượng, một là của những người đàn ông, người nam luôn sợ mất người nữ mà tiết chế cảm xúc, không là sợ yêu quá nhiều thì cái người nữ kia theo kiểu là không giữ được cái người nữ kia ấy, theo kiểu cứ cho rằng mình phải lạnh lùng thì cô ấy mới cần mình. Thứ hai là cũng có của những người tính toán chờ đợi xem là gặp ai tốt hơn đấy. Còn người nữ thì nhận thấy được cái điều đó và nàng rời đi, nàng tập trung vào cái cuộc sống của nàng để nàng trở thành chín xu, nàng trở thành Pemwan. Ở đây nếu mà là mối quan hệ vợ chồng thì mình thấy có những người chồng mà trong lòng thì rõ ràng là có tình yêu đối với vợ, nhưng ở bên trong bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng khó tính, lúc nào cũng gia trưởng, bởi vì cái người vợ quá giỏi, người vợ rất là giỏi chín xu Pemwan, cho nên lúc nào cũng sợ rằng là nếu như mà mình không lạnh lùng, mình không gia trưởng, mình không áp chế thì nàng thì cái người vợ đấy sẽ coi thường mình vì cái điều này, mà luôn luôn tỏ ra theo kiểu là khó tính ấy, luôn tỏ ra áp chế, luôn tỏ ra theo kiểu là khiến cho cái thị uy với người vợ của mình, và vô tình khiến cho người vợ của mình họ cảm thấy rất là mệt mỏi, và tư tưởng của họ mặc dù còn ở trong một nhà nhưng mà tư tưởng của họ đã hướng ra bên ngoài, họ luôn khao khát gặp một người đàn ông khác, một người đàn ông thực sự thấu hiểu họ và yêu thương họ nhé. Cho nên là các bạn thấy cái năng lượng là như thế. Vậy thì bây giờ câu hỏi thứ hai mình muốn đặt ra ở đây đó chính là vậy thì để mình suy nghĩ xem là nên đặt câu hỏi nào. Mình sẽ đặt cái câu hỏi đó chính là nếu cái người nữ này rời khỏi mối quan hệ này thì cái người nam sẽ như thế nào? Bởi vì chúng ta nhìn thấy hai người đàn ông ở đây, hai năng lượng của người nam ở đây, một năng lượng thì là theo kiểu lúc nào cũng sợ là cái người 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 yêu của mình giỏi hơn mình ấy,
Cô ấy ưu tú như thế thì nếu như mà mình không tỏ ra, tức mình yêu nhiều quá, thực là ba năng lượng mình yêu nhiều quá thì lỡ mai cô ấy bỏ mình cũng gặp một đối tượng khác hơn mình thì mình sẽ bị tổn thương. Hoặc là của những người chồng luôn cảm thấy là sợ vợ, theo kiểu là mình mà không khó tính, mình không gia trưởng, mình không tạo ra một cái theo kiểu là một cái kiểm soát nào đó thì cái người vợ của mình sẽ coi thường mình hoặc là sẽ phản bội mình. Và một đối tượng là đang lựa chọn xem là gặp một cái người nào tốt hơn á, thì lúc đấy mới thể hiện tình yêu đích thực, theo kiểu là giống như là khi nào mà tôi gặp một cái người mà tôi yêu thực sự, tôi cảm thấy phù hợp với tôi thì tôi mới trao đi tình yêu, còn không tôi chỉ trao một nửa thôi ấy, tôi mới trao đi 100%, còn không tôi chỉ trao một nửa thôi. Vậy thì với ba cái đối tượng này mà nếu cái người nữ này rời đi thì họ sẽ như thế nào nhá? Nếu cái người nữ này rời đi thì họ sẽ như thế nào? Nếu người nữ này rời đi thì họ sẽ như thế nào? Mình thấy có cái năng lượng là ở đây có những người đàn ông mà khi mà cái người nữ rời đi rồi thì họ mới nhận ra rằng đó mới chính là tình yêu của mình, mới là tình yêu đích thực của mình, mới là tổ ấm quý giá của mình. Thì dù là mối quan hệ vợ chồng, nếu mối quan hệ vợ chồng thì khi nào mà cái người nữ đấy đòi ly hôn hoặc là thậm chí ly thân hoặc ly hôn rồi thì họ mới nhận ra rằng cái nơi có người nữ đấy đó mới là tổ ấm thực sự của mình, và mới nhận ra tình yêu thương của cô ấy, sự bao dung của cô ấy, sự hy sinh của cô ấy, sự thấu hiểu của cô ấy dành cho mình, và mới có cái cảm giác tiếc nuối các bạn nhé. Còn nếu mà trong cái mối quan hệ theo kiểu là những cái người đàn ông mà lúc nào cũng sợ, dù là cái năng lượng của cái việc là sợ bị phản bội, bị bỏ rơi mà lạnh lùng, hoặc là chờ chờ xem mà có đối tượng nào tốt hơn hay không ấy, thì cũng mang cái năng lượng là khi cái người nữ này rời đi thì họ mới nhận ra rằng đó mới chính là tình yêu của mình. Họ nhận ra vẻ đẹp của người phụ nữ này, những cái tố chất của người nữ này, và họ mới cảm thấy nuối tiếc. Họ luôn theo kiểu là ngắm nhìn theo với một cái sự nuối tiếc, và nghĩ rằng bây giờ mình phải làm cách nào để mà mình thể hiện tình yêu với cô ấy, để mà mình có lại, giống như theo kiểu là khi mà mất đi rồi á thì mới tự hỏi là làm thế nào để mà mình nói ra là tình cảm của mình, làm thế nào để cô ấy tin mình một lần nữa, làm thế nào để mình có thể có cô ấy lại được một lần nữa. Và trong năng lượng của tám kiếm ở đây có nghĩa là suy nghĩ mong muốn cái điều này, mong muốn được mang cái gốc tình yêu để nói với cô ấy rằng thực sự anh đã yêu em, anh cần em ấy, hãy trở về với anh đi, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Và năng lượng của giờ san ở đây thì mình nghĩ là năng lượng của chất mần ở đây có nghĩa là cần có một sự lột xác, có nghĩa là đây là một cái bài học để mà khiến cho cái người nam này nhận ra rằng đâu là tình yêu đích thực của mình, đâu là cái nơi mình cần, và nếu có được tình yêu đích thực của mình thì phải loại bỏ cái bản ngã của mình đi, chất mà phải thay đổi bản thân mình đi, loại bỏ bản ngã của mình đi, phải làm thế nào để mà giống như là các bạn cứ tưởng tượng có những người này, một này ba cái năng lượng là một người mà luôn có cái nỗi sợ là mình sẽ bị, nếu như mà cô ấy gặp một người tốt hơn mình ấy thì cô ấy sẽ bỏ mình, thì ở đây năng lượng của sáu kiếm là hãy lập trình lại con người của mình. Đấy giống như là cũng giống như tụ bài số 1 ấy, hãy có tình yêu, hãy tin tưởng vào tình yêu, hãy tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào người yêu của mình, bởi vì có tin tưởng vào bản thân mình thì mới có khả năng tin tưởng người khác. Hãy nâng cấp giá trị của mình lên, hãy làm cho mình thật đẹp thật tốt lên thì mình mới có thể có niềm tin vào bản thân mình, thì lúc đấy mình mới có niềm tin vào tình yêu và niềm tin của đối phương kia. Còn với những người mà theo kiểu là lúc nào cũng cái người chồng thì người chồng cũng như thế, người chồng mà gia trưởng độc đoán nó cũng đến từ cái việc là tự ti, vậy thì phải lập trình lại, phải thiết kế lại bản thân mình, làm cho bản thân mình tốt hơn. Còn riêng với những cái người mà luôn luôn tính toán ấy, sợ rằng là theo kiểu là giống như là mình sẽ gặp được một người khác tốt hơn, thì cái bài học cho họ rằng họ có đi tìm năng lượng của sáu kiếm, họ có đi tìm, họ tìm mãi nhưng càng tìm thì càng giống như càng rơi vào bế tắc, càng tìm thì càng cảm thấy mất hút, và cuối cùng nhận ra rằng chỉ có cái nơi kia, cái nơi nơi mà mình đã từng có ấy, năng lượng của 10 ly ấy mới chính là hạnh phúc đích thực của mình. Và với những người mà theo kiểu là luôn luôn đi tìm một cái người phù hợp hơn, theo kiểu giống như là có cái sự tính toán ấy, so sánh ấy, rằng là nơi nào tốt hơn thì mình đi đến ấy, và chờ chờ theo kiểu là cứ 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 cần cứ làm sao để mà giữ cái mối quan hệ này nó ở cái trạng thái là để mà mình vẫn giữ được cái mối quan hệ này, nhưng mình vẫn có thể có cơ hội để gặp những người khác tốt hơn, và khi nào mà mình gặp người khác tốt hơn thì lúc đấy mình mới 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 lên tiếng ấy, mình mới yêu ấy. Thì càng chờ càng tìm thì càng rơi vào vô vọng, và sau đó phải nhận ra rằng chính cái tình yêu đó, cái tình yêu mà mình để mất đó mới chính là tình yêu đích thực, thì lúc đấy họ đã không còn gì nữa rồi nhá. Thì các bạn hiểu rằng nó là nhân quả, nó phải diễn ra cho những cái người mà không trân trọng tình yêu thôi. Rồi vậy bây giờ mình sẽ xem là cái tiếp theo nữa là vậy thì cái mối quan hệ này, cái diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào, diễn biến tiếp theo của mối quan hệ như thế nào.
Mình thấy đây là một mối quan hệ mà các bạn phải học với nhau rất là nhiều bài học, năng lực của tờ hai phần. Các bạn phải học với nhau rất nhiều bài học cho đến khi nào các bạn thấu tỏ mọi vấn đề, các bạn nhìn rõ thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu và bạn có xu hướng năng lượng của xây dựng, các bạn hướng tới xây dựng, các bạn nhận ra rằng đó mới là tình yêu đích thực của mình, cái người nữ đó mới chính là cái nơi trở về của mình và các bạn vượt qua được một cái nỗi đau, một cái nỗi sợ nào đó và các bạn hướng tới cái việc xây dựng cho nó và thì các bạn mới có được cái năng lượng của hạnh phúc và tình yêu. Thực ra đây là một cái mối quan hệ mở và mối quan hệ rất là dài các bạn. Năng lượng của bốn người ở đây, đây là một mối quan hệ mà các bạn đi cùng với nhau để học những cái bài học cần thiết trên cái hành trình phát triển linh hồn của mình. Và đây năng lượng của The Tower là cái mà các bạn cần loại bỏ. Ở đây mình thấy có những người mà năng lượng của The Hierophant và năng lượng của King of Pentacles ấy, năng lượng của Ma Kết và Kim Ngưu, đây là những cái người mà rất là cố chấp các bạn nhé, bảo thủ và cố chấp, hầu như là bản thân họ họ rất tự tin vào bản thân mình bởi vì thường thường là vua su và giờ hai đầu phần là họ rất giỏi, họ giỏi, họ có khả năng làm ra kinh tế, bởi vì họ giỏi thì họ mới có khả năng làm ra kinh tế, họ thông thái, họ thông tuệ, cho nên họ rất tự tin vào bản thân và hầu như họ rất khó thay đổi, họ cho cái gì đúng là họ luôn nghĩ đó là đúng và cái đúng đấy họ không để ý đến tâm trạng của cái người nữ kia, họ mặc kệ người kia muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, họ cứ làm như thế họ cảm thấy đúng là được, cho nên là nếu như họ không loại bỏ được cái năng lượng này thì cái bốn gậy này nó rất là xa, họ phải loại bỏ được cái năng lượng này này. Đó giờ Tower thì và họ nhận ra rằng cái nơi trở về cô gái đó chính là cái nơi cái người mà luôn luôn chờ đợi mình, Queen of Pentacles và Bảy Xu, cô luôn luôn chờ đợi với một cái tình yêu chung thủy của mình và mình thì vì vì cái tính toán của mình này, vì những cái nỗi sợ của mình này, vì những bất an của mình này, vì những cố chấp bảo thủ của mình đã làm cho cô ấy cảm thấy thấy theo kiểu giống là đau khổ ấy, đau khổ, bế tắc, mệt mỏi và cô đứng trước một cái năng lượng tự hỏi một điều mình có còn tiếp tục nữa hay không. Vậy thì nếu như cái người nam này không nhận ra được vấn đề, không thay đổi đi thì cuối cùng cái mối quan hệ này sẽ sập đổ các bạn nhé. Vậy thì cái lá bài The Tower nó có hai cái nguồn năng lượng. Một là thông điệp là hãy loại bỏ những cái không phù hợp, ví dụ năng lượng bảo thủ, cố chấp, nỗi sợ của người nam thì các bạn mới có thể trở về được cái mối quan hệ của bốn gậy này. Còn hoặc là nếu như các bạn luôn luôn giữ khư khư, xây dựng khư khư giống như là những cái quan điểm của mình ấy, sự bảo thủ cố chấp của mình và không bao giờ chịu thay đổi thì cái người nữ này họ băn khoăn một thời gian rồi cuối cùng mối quan hệ này sẽ tan vỡ nhá. Đấy và sẽ tan vỡ thì đương nhiên người nào sẽ về cảnh đó, người nữ với tất cả cái tình yêu thương sự chung thủy và sự trọn vẹn của họ, họ sẽ gặp được một người xứng đáng và người nam thì cũng sẽ gặp được cái người xứng đáng trên hành trình của mình thôi, phù hợp với cái năng lượng tại thời điểm này của họ thôi nhá. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 2, thì dù bạn là nam hay là nữ thì bạn cũng sẽ nhận ra bài học của mình rồi. Người nam thì hiểu một điều rằng nếu như bạn đủ yêu cái người nữ thì bạn phải cần thay đổi, bạn cần phải loại bỏ những cái gì không phù hợp để các bạn có được cái tình yêu đích thực, làm sao để người nữ đó họ cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương. Còn người nữ thì nhận ra một bài học rằng nếu một người mãi mãi họ không thay đổi, vậy thì có nghĩa là nếu bạn đủ tình yêu bản thân, bạn đủ biết giá trị của bản thân mình thì bạn sẽ tìm một nơi khác, bạn sẽ đến một nơi khác, bạn sẽ hướng tới nơi có mặt trời, nơi có hạnh phúc, có tình yêu, có bình yên, nó xứng đáng với bạn nhé. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 2. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành, chia sẻ với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Chúng ta đang ở chủ đề là cái điều gì khiến cho mối quan hệ của bạn dù có tình cảm nhưng mà vẫn không hạnh phúc. Thì bây giờ mình sẽ check cái năng lượng của mối quan hệ nhé. Trong lúc rút bài thì mình xin phép dừng màn hình lại. Bây giờ mình đọc bài. Mình thấy cái tụ bài số 3 các bạn đang ở một cái năng lượng, đó là một cái mối quan hệ mà để đến được với nhau các bạn phải vượt qua một cái chặng đường dài. Năng lượng của 6 kiếm, đó là một chặng, một cuộc cuộc ngược dòng thậm chí vụng trộm ở đây có những người là người phải ngược dòng. Ví dụ các bạn không có năng lượng của mối quan hệ ba người, mối quan hệ tay ba, mối quan hệ vụng trộm thì cái mối quan hệ của bạn nó có một cái chuyến đi ngược dòng, các bạn phải vượt qua rất nhiều những cái năng lượng của sự khó khăn, thử thách, các bạn mới đến được với nhau. Ở đây năng lượng của 6 kiếm còn là sự vụng trộm nên có cả những cái mối quan hệ ba người ở đây các bạn nhé, và vì thế các bạn băn khoăn rất là nhiều. Băn khoăn là không biết có nên đến với nhau hay không, có nên có đến với nhau hay không, hoặc có đến được với nhau hay không. Năng lượng của 6 cốc và chính cái sự băn khoăn này, cái sự băn khoăn của người này hoặc là
Hai người thì có một người băn khoăn, và bởi vì băn khoăn cho nên là luôn tiết chế cảm xúc, luôn lạnh lùng, luôn lảng tránh, luôn có một cái động thái nào đó khiến cho một người cảm thấy rất là tổn thương và cảm thấy rằng mình bị mắc kẹt, không nghĩa là biết cái mối quan hệ này nó không đi đến đâu nhưng không làm cách nào để thoát ra được. Nhưng mình thấy có cái năng lượng của cái việc là cái một một người mà họ họ nhận ra rằng mình ở trong cái mối quan hệ này mình luôn bị tổn thương, mình luôn bị mắc kẹt ấy, họ đã thoát ra khỏi cái mối quan hệ này rồi, họ tìm về với tình yêu bản thân của mình rồi, họ cân bằng được cái cuộc sống của họ rồi, năng lượng tình cảm của họ rồi, và họ bắt đầu họ chuẩn bị cho họ một hành trình khác, một cái cuộc sống khác nhé. Thì mình thấy ở đây thì một bên là luôn luôn kiểm soát cảm xúc vì cái mối quan hệ đấy ngược dòng, vì mối quan hệ đó vụng trộm, và một bên thì sau một thời gian đau khổ vướng mắc mắc kẹt thì đã nhận ra được cái vấn đề và đã thoát ra khỏi mối quan hệ này, đã cân bằng được cái năng lượng tình cảm của mình và đã chuẩn bị bước sang một hành trình mới rồi. Thì ai bên nào các bạn tự đổi chiều nhé, có nghĩa là các bạn là bên nào là ai thì các bạn tự đổi chiều. Bây giờ mình xem là mình thấy cái năng lượng với việc là cái người mà họ họ đã bước ra khỏi cái mối quan hệ này rồi, thì mình hãy xem là vậy thì cái điều gì diễn ra tiếp sau cái năng lượng này, có nghĩa là chúng ta hãy xem là cái người bước ra thì họ bước ra như thế nào, cái người ở lại thì ở lại như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta cùng đọc bài. Chúng ta đang ở cái câu hỏi đó là vậy thì sau khi cái một người bước ra, vì một người luôn kiểm soát cảm xúc ấy, thì chúng ta đặt cái câu hỏi là vậy thì cái người bước ra thì họ sẽ như thế nào và cái người ở lại thì sẽ như thế nào. Thì mình thấy cái người bước ra họ giống như là họ bước sang một cái khung trời khác, họ có một cái nhận thức mới về tình yêu và họ họ giống như là họ kết nối được với bản thân mình rồi, và họ nhận ra rằng hạnh phúc đích thực nó nằm ở một cái nơi mà mình biết yêu thương bản thân mình kết nối được với bản thân mình tin tưởng bản thân mình và mình biết cho phép những cái năng lượng nào phù hợp với bản thân mình ấy. Thì nó gói gọn lại trong một từ thôi, đó là họ có một sự phát triển tâm linh, thức tỉnh tâm linh, phát triển tâm linh, nhận ra được như thế nào là tình yêu bản thân. Và khi mình nhận ra vấn đề tình yêu bản thân rồi thì mình sẽ gặp được tình yêu xứng đáng. Thì họ 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 có được cái năng lượng này và họ luôn tin tưởng là sẽ có một tình yêu đích thực đến với họ. Thì mình thấy rằng với cái năng lượng này họ sẽ hấp dẫn, trong tương lai họ sẽ hấp dẫn một cái người đến với họ bằng một tình yêu, mà cái người đấy theo kiểu ban đầu mình nghĩ rằng với năng lượng của Number One thì giống như là cái người đấy sẽ bước vào cuộc sống của họ và xây dựng tình yêu với họ nhé. Đấy thì ngược lại đó là một năng lượng. Còn một năng lượng còn lại thì sau khi cái người kia rời đi thì người này chìm vào đau khổ và nhận ra rằng mình rất là cô đơn, nhận ra rằng bây giờ mình chả còn ai nữa, giống như là ta chẳng còn ai ấy. Nhận ra rằng sau khi cái người kia rời đi rồi thì mình chỉ còn lại với nỗi đau, với sự cô đơn, với sự bỏ rơi thôi, và có xu hướng là đi tìm. Năng lượng của Air One là muốn gõ cửa, muốn tìm lại. Đấy, một là muốn gõ cửa, muốn tìm lại, hoặc là trong họ có một cái sự nhận thức, một cái nhận ra rằng cái người kia chính là wheel fortune của mình, là the wheel của mình, là định mệnh của mình mà mình đã bỏ đi mất rồi. Và mình thấy có xu hướng là à đấy, có nghĩa là cái người nam là như thế. Còn ba cái lá bài này thì mình thấy có năng lượng là rồi hai trong phần là người nam, giống như là đây là cái bài học của người nam nhận ra vấn đề của mình. Rồi hai trong phần thường rơi vào những người mà họ sống luật lệ, họ có cái năng lượng của sự luật lệ, họ có những cái gì đấy nó mang tính chất hơi cố chấp, hơi bảo thủ và hơi luật lệ. Thì cuối cùng họ phải nhận ra được rằng cái cách cư xử của mình, cái sự tính toán của mình đấy, thì cái bài học của họ là gì. Còn người nam thì người nữ thì cái người nữ ấy, cái năng lượng của người nữ ở đây có năng lượng của cái việc là họ có cái sự giống như là các bạn cứ tưởng tượng là họ nhận ra bài học của mình, họ nhận ra được cái bài học thế nào là tình yêu. Mình thấy cái người nữ này họ nhận ra một cái bài học rất là sâu sắc, đó chính là chỉ có mình mới có thể tìm được thấy tình yêu của mình thôi, chỉ có mình mới có thể cứu mình được thôi. Ví dụ như thế này, chúng ta đang ở trong chúng ta yêu một người bởi vì chúng ta luôn cần tình yêu của họ. Vậy thì cái việc mà chúng ta cần tình yêu của họ đấy trong một cái mục đích nào chẳng hạn, ví dụ ta cảm thấy cô đơn, ta cảm thấy thiếu thốn, ta khó khăn, ta cần có người giúp đỡ. Vậy thì họ nhận ra rằng khi nào ta còn cần, khi nào ta còn muốn thì ta càng thất vọng, mà chỉ có bằng cách là ta tự tạo ra cái điều ta cần, ta tự tạo ra cái điều ta muốn thì ta mới thực sự có được hạnh phúc. Và giống như tờ hai phần giới tịch đấy, họ nhận ra bài học về tình yêu này và họ dùng cái bài học đấy để họ lan tỏa, bởi vì họ là vị thầy hướng dẫn tâm linh mà, họ nhận ra cái bài học tình yêu này họ lan tỏa, họ họ hướng dẫn người khác yêu đúng cách và yêu như thế nào để có hạnh phúc nhá. Vậy thì mình xem là sau khi mà cái người nữ này trở thành cái vị thầy hướng dẫn tâm linh, nghĩa là họ nhận ra cái bài học của họ và cái người nam đã cũng nhận ra được cái bài học của mình, thì cái điều gì sẽ diễn ra, có nghĩa là họ có còn gặp lại nhau hay không, hay là mỗi người sẽ có một hành trình khác nhé. Mình thấy đây là một kết nối, một mối quan hệ bài học sâu, bài học lâu dài với nhau các bạn ạ. Có nghĩa là
Mình thấy rằng cái mối quan hệ này nó rơi vào trạng thái của bốn xu, có nghĩa là nó đã có sự im lặng, có sự mắc kẹt rất là lâu rồi. Và bởi vì sự im lặng mắc kẹt này nó làm cho cái mối quan hệ luôn luôn đứng ở ngã ba đường, và cái hành trình này này nó đóng băng ở tại đây. Có nghĩa là có thể có những mối quan hệ này kéo dài đến cả mấy năm rồi mà không giải quyết được vấn đề, mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ có mỗi bốn xu và ba cốc thôi. Vậy thì cái sự kiện xảy ra là có một người rời đi khiến cho cái người nam này có một người, mình chỉ đọc có một người thôi, còn là ai thì tự các bạn nhận ra, phân ra ra năng lượng của ai nhé, năng lượng của mình nhé, thì có một người nhìn thấy được vấn đề này, nhìn sâu vào bên trong tiềm thức của mình, tìm thấy được là lý do tại sao mình yêu. Giờ hai cốc đây là một mối quan hệ tình yêu, mối quan hệ soulmate, mình yêu người ta, mình cần người ta đến như thế, mà tại sao hai người lại không thể đến được với nhau. Và cuối cùng có một người thức tỉnh năng lượng của chúng ta, nhận ra được bài học của mình, nhận ra được vì sao mà mối quan hệ lại như thế, và có một người quay về yêu thương bản thân mình, đấy giống như là bồi đắp cho bản thân mình, để cuối cùng nhận ra rằng đâu mới là tình yêu đích thực. Đấy, vậy thì mình nghĩ rằng là với cái năng lượng này thì cái việc các bạn có quay trở lại với nhau hay không ấy, mình nghĩ nó không quan trọng bằng cái việc các bạn nhận ra tình yêu đích thực và các bạn gặp tình yêu đích thực. Mình thấy người nào trở về với tình yêu đích thực của mình đầu tiên là các bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực đầu tiên nhá. Đó, chứ còn ở đây thì mình không thấy có cái năng lượng là kết cấu bài như thế này ấy, thì mình không thấy có cái năng lượng là họ trở về bên nhau mà họ nhận ra tình yêu đích thực là gì. Và người nào đích thực trước thì họ sẽ gặp tình yêu đích thực như thực trước. Và giả dụ như cả hai người họ cùng nhận ra cái bài học đấy thì họ trở về bên nhau thì họ sẽ có cái sự khớp này, thay cầu là họ cùng trở về bên nhau. Còn nếu như người nào mình luôn luôn cảm thấy ở đây cái năng lượng của hai cốc nó chỉ là phương tiện thôi, nó chỉ là tình yêu thôi, tình yêu nó chỉ là phương tiện để cho các bạn năng lượng của chúng ta là thức tỉnh tâm linh nhận ra cái bài học yêu thương bản thân, trở về trọn vẹn với bản thân, và khi nào các bạn nhận ra bài học đó thì tình yêu đích thực đến với các bạn. Vậy thì có thể là chính hai người sẽ nhận ra bài học và quay trở về với nhau, trở thành bốn ngậy này, hoặc là mỗi là người nào thức tỉnh trước, trọn vẹn trước thì tìm thấy tình yêu trước, bởi vì cái tình yêu đây, cái mối quan hệ này nó chỉ là phương tiện để giúp các bạn phát triển tâm linh thôi, chứ nó không phải là một cái duyên phận buộc các bạn lại với nhau, là dù thế nào dù tôi và anh, em và anh, hoặc anh và em cũng cũng ở bên nhau đâu các bạn nhé. Cái mục đích của mối quan hệ này nó chỉ là phương tiện để các bạn nhận ra tình yêu bản thân, các bạn phát triển tâm linh và các bạn nhận ra rằng đâu mới là hạnh phúc đích thực, và khi nào các bạn nhận ra điều đó thì các bạn mới có được cái tình yêu đích thực đó nhé. Thì đó là nội dung của bài số 3 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thời gian qua luôn ủng hộ, chia sẻ, đồng hành cùng với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và comment nhé. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.